lúc trước thì ngước lên không được, thì giờ đã ngước lên được rồi, nhưng mà vẫn giữ được bình thường, giữ được lâu. Cái ngước cổ giữ rất là lâu. Hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, tại 3 năm nay rồi đi cắt hết bệnh viện này, bệnh viện kia lẫn không ấy, thì tiền bạc cũng hết. Khi mà vô tới đây rồi thì cũng gia đình hết mất khả năng rồi, chỉ nhờ bác trực với bác tính. Thì đây là cái trường hợp mà rất là khó, đòi hỏi một cái phẫu thuật mà nắn chỉnh cột sống từ cổ xuống tới dưới ngực. Đây là cái phẫu thuật mà nói chung thì ở bệnh viện mình cũng trước đây cũng chưa có thực hiện một cái phẫu thuật nào mà nó lớn như vậy. Thì nó rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn nhất là mình phải đặt các cái dụng cụ phải đúng các cái vị trí chuẩn. Nếu mà sai lệch thì có thể đưa đến biến chứng. Cái thứ hai nữa là cái phẫu thuật nắn chỉnh có thể đưa đến các cái biến chứng như là nó làm liệt bệnh nhân. Vấn đề còn lại là bệnh nhân tập phục hồi chức năng, tập quay lại với cuộc sống. Một thời gian dài bệnh nhân cứ cái đầu nó có xu hướng nó gập xuống dưới, thì bây giờ bệnh nhân ngửa đầu lên cũng mất một thời gian để bệnh nhân quen với điều đó. Nhưng mà có vẻ nhìn bệnh nhân thì thấy rất là dễ thích ứng với cái tình trạng mới ha. Chị không cần phải đi tái khám định kỳ. Chị sợ đi ăn gì?